Sala xin gửi lời chào thân ái, kính chúc sức khỏe bình an, vạn điều tốt lành, vạn sự may mắn đến toàn thể quý khán giả của YouTube Sala TV, quý tăng ni Phật tử, những người mến mộ Phật pháp cùng với bà con Việt kiều ở khắp nơi trên toàn thế giới. Hôm nay là một ngày giữa tháng 11, Sala đang ở quận Tân Phú của thành phố Hồ Chí Minh. Trời Sài Gòn lúc này là vào tầm buổi trưa, thế nhưng tiết trời lại u ám và còn có những hạt mưa rơi đều. Trong bối cảnh như thế này, Sala xin mời quý vị khán giả cùng Sala đến địa chỉ là số 16 Lê Thục Hoạch, phường Phú Thọ Hòa của quận Tân Phú tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây chính là địa chỉ của chùa Pháp Vân và cũng là một ngôi chùa mà cách đây khoảng 2 ngày khi Sala xem live ở trên kênh YouTube của Paribanai đang trực tiếp một buổi lễ chung thất cho cố ca nghệ sĩ Phi Nhung. Phi Nhung đã ra đi vĩnh viễn do dịch bệnh vào một buổi trưa của ngày 28 tháng 9 năm 2021 tại bệnh viện Chợ Rẫy của thành phố Hồ Chí Minh. Và ngay bây giờ, Sala xin mời quý vị khán giả cùng với Sala vào bái viếng cảnh chùa. Qua đây, quý vị là những người yêu mến tiếng hát của Phi Nhung, cùng với Sala có những phút giây hồi niệm, tiếc thương, nhớ lại một ca sĩ tài hoa của Việt Nam qua dòng nhạc dân ca trữ tình mà đã đi sâu vào lòng người và đã trở thành thần tượng của nhiều thế hệ tại Việt Nam và trên toàn thế giới thông qua một bức di ảnh của Phi Nhung được đặt trước sân chùa Pháp Vân. Đứng trước di ảnh Phi Nhung, Sala nhớ lại cách đây đã 21 năm. Lúc ấy Sala được mười mấy tuổi. Hoàn cảnh gia đình rất là nghèo khó. Sala đã sống với mẹ của mình ở một tỉnh của miền Tây Nam Việt Nam. Khi đó thì chưa trở về được Sài Gòn. Hàng ngày thì hai mẹ con đã cùng nhau đẩy chiếc xe đẩy bằng gỗ, lội bộ mấy chục cây số liền để bán chôm chôm với nhãn, vì lúc đó là vào mùa hè. Và cứ tầm khoảng 11 giờ mấy trưa thì mẹ của Sala là hay đẩy xe chôm chôm lại một cái bãi đất trống. Tại đó có một cây bàn già gọt bóng và lấy ra một phần cơm cá kho mà hồi sáng sớm mẹ đã chuẩn bị mang theo để cho hai mẹ con ăn đỡ tốn tiền mua cơm trưa. Cạnh đó có một căn nhà khá giả. Họ có cái cassette và hay mở băng nghe một cái bài tăng cổ của hai ca sĩ. Mà Sala nhớ như in là lúc ấy thì khi mà nghe xong thì mẹ của Sala hay hát theo một cái đoạn trong bài hát đó. Cái đoạn đó chính là: đời người con gái, mưa xa giữa lưng trời, hạt xuống giếng ngậm ngùi, hạt rơi luống hoa cười, ai chẳng mong gặp bến trong khỏi hờn duyên má hồng. Và Sala dường như thấy mẹ của mình rơm rớm nước mắt khi mà hát xong cái đoạn đó. Sau đó thì Sala thắc mắc hỏi giọng nữ trong bài hát đó là ai vậy mẹ, mà sao ngày nào mẹ cũng ghé ở đây nghe vậy? Thì mẹ của Sala nói là ca sĩ Phi Nhung đó con. Thế là mấy năm sau thì Sala được về Sài Gòn đi học. Lúc này thì Sala đã tìm được băng đĩa của chị Phi Nhung và bắt đầu nghe những bài hát, là những bài hát bolero đầu tiên của chị. Và cứ nghe đi rồi nghe lại, thậm chí là hát theo, thuộc lòng. Cho đến tận ngày hôm nay thì dòng nhạc bolero thông qua những lời hát của chị Phi Nhung đã in sâu vào sở thích nghe nhạc của Sala. Và dường như
không thể có dòng nhạc nào thay thế được cái dòng nhạc Bolero. Cho nên là hễ cứ nghe tiếng hát Phi Nhung hay nhìn thấy hình ảnh của chị Phi Nhung là Sala hồi nhớ lại một ký ức, và đó là ký ức của năm nào mà Sala đã cùng mẹ mình đẩy chiếc xe đẩy đi bán trái cây rong ruổi khắp nẻo đường của miền quê ở miền Tây Nam Việt Nam. Và tiếng hát của chị Phi Nhung đã gắn liền cùng tuổi thơ và kỷ niệm một thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời của Sala chính là như vậy.